Chào mọi người, mình là Trung, mình kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, mình lại tiếp tục bán cần. Cần là cần cù, bán suốt ngày qua năm ngày tháng thôi. 9 giờ sáng hàng ngày nha mọi người. Bất kể thứ bảy chủ nhật ngày lễ chị bán túc. Rồi, mình quay sơ qua những cái cần rồi mình dọn lại, dọn gọn người. Mình qua cho mọi người nha. Đây, đầu tiên là cây cần rút hiệu Ryobi nè. Đấy. Cần này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình cây này khoảng 90% đó, 90%. Khá là đẹp. Nhìn cái dàn phan của nó. Ngoại hình thì mình chủ yếu là nhận xét về cái nước sơn độ mới của nó thôi, còn cái dàn phan thì mình không nhận xét, mình cho mọi người coi luôn nhé mọi người. Có một cơ số cái nước bể thì đây, người thấy luôn được ở đây này. Coi video là coi tường tận luôn, giống như mọi người coi trực tiếp ở nhà. Đấy, thì cũng thế này thôi. Mọi người coi thật kỹ, tránh trường hợp mà mình coi không kỹ rồi đến lúc về nhà mình bảo thế này kia mà sau lên video thì vẫn bị như thế thì thất vọng, hoàn trả hàng thì nó phiền phức. Đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, nó có tất cả là 8 lóng. Tám lóng nha mọi người, tám lóng Bát Fuji F7 này. Cái này dài 5m2, thu vào là 75cm, đường kính đột đỉnh là 2,8 ly, cân nặng là 460g. Số 1 220.000 nha mọi người. 220.000 cần Ryobi. Đấy. Số 2 tiếp tục là một cây cần hiệu Ryobi. Cần này cần phíp nha mọi người. Cần phíp loại là cần rút này. Bát Fuji này. FS6 này. Đấy. Đây cái cần này có một đặc điểm, hình như cái đây trên chỗ này này, chỗ cái độc chỗ này nó bị nứt hay sao, người ta đã quấn cước và dán keo rồi này. Đấy, mình cũng uống thử cho mọi người coi thôi. Đấy, người ta gia cố rồi, có gì mình nói nái qua cho mọi người thấy. Đấy, phan được của nó, dàn phan của nó đây. Đấy. Phan chỗ này là phan kim loại không đá nha mọi người, chứ không phải là bị mắc đá đâu. Ba cái này này, này này, ăn kim loại không đá chứ không phải là mắc đá đâu. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn mọi người, bốn đoạn tất cả. Cần này dài 3m, thu vào 86cm, đường kính đột đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 140g. Cái này cái số 2, giá 200. Số 2, 200. Tiếp theo, số 3. Số 3 là một cái cần 3 khúc nha mọi người. Cần 3 khúc. Cần này thì ngoại hình của nó khoảng 65-70%. Đấy, 65-70%. Cần này bằng gì mà nặng dữ ta, phíp nha mọi người, cần này chất liệu phíp. Đấy, 3 khúc. Đấy. Đọt to nha mọi người, đọt cứng. Đấy. Mấy cái phan của nó còn ok. Phan của nó còn ok hết. Bát là bát vặn này. Bát vặn này. Yeah.
Cần này dài 3,4 mét, thu vào là 85 cm. Đường kính đột đỉnh là 2,6 ly, cân nặng là 380 g. Đấy. Cần này số 3 giá 180. Số 3 giá 180 nha mọi người. Số 4 là một cây cần Shimano. Cần Shimano Bass Fuji này. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Cần này cần phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 75-80% từ đây. Đấy, fan này. Fan có cái bị nứt bể nhưng mà chưa mắc đá mọi người, về nhỏ keo kỹ lại nữa. Sao ok à. Cần này thì có hai đoạn đây thôi. Y hai đoạn. Đấy. Shimano này. Cần này dài 2 mét, thu vào là 1,04 m. Đường kính đột đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng là 200 g. Đấy. Cần này số 4 140.000. 140.000. Tiếp theo là một cây cần đây, nhãn hiệu hình vòng tròn của con cá này là cái hiệu gì bên này, đây. Cái này cũng nội địa Nhật đấy nha mọi người, đồ mình đây. Hình như cái nắp đít nó bị bung rồi, nắp đít nó bị bung, người ta dán keo đã thay cho cái nắp đít này, về mình chỉ cần lấy cục su mình chế vào đây là được nhé. Cần này cần tay nha mọi người, cần tay. Đấy, cần tay chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này thì khoảng 75%. Đấy. Đọt mảnh này. Cái cần cũng thanh mảnh luôn, nó có 3 đoạn thôi. Cần này nó có 3 đoạn. Cần này dài 2,4 m, thu vào là 90 cm. Đường kính đột đỉnh của nó 0,6 ly, cân nặng của nó chỉ có 80 g thôi. Rất là nhẹ. Này cây số 5 130.000. Số 5 130.000 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần số 6. Đây. Cây cần rút. Hiệu gì đây? Cái này là hàng China xuất Nhật mọi người, Trung Quốc xuất Nhật. Đấy, hàng mình là hàng bãi Nhật nên tất cả hàng này có xuất xứ ở đâu, ví dụ China, Taiwan hay Thái Lan, Singapore, Malaysia đủ, nhưng đều xuất sang Nhật dùng nên là cái tiêu chuẩn chất lượng nó cũng thuộc của thằng Nhật đấy, mọi người yên tâm nhé. Ấp này, cái này thì ngoại hình của nó khoảng 75%. Fan này còn đá hết rồi, một đó. 2, 3, 4, 5. 5 đoạn tất cả mọi người. 5 đoạn. Cần là dài 4,5 m, thu vào là 1,03 m. Đường kính đột đỉnh là 0,6. Ủa? Đường kính đột đỉnh của nó là... Đợi tí mình đo có ly lại nhé. Để số này. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,6 ly nha mọi người. Đường kính độc đỉnh 2,6 ly. Đường kính độc đỉnh 2,6 ly, cân nặng là 620 g. Nặng 620 g mọi người. Cây này cây số 6. 650.000. Ôi quên, 250.000. Số 6, 250.000 nha mọi người. Tiếp theo, một cây cần rút Olympic.
Rút Olympic. Càng này thì chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây này khoảng 80% từ đây. Đấy. Mắt đá rồi này, nứt này. Đấy. Đây mọi người. Mắt đá nứt này. Đấy. Tất nhiên là nó đứt thì nó mới rơi đá là được. Đấy. Hai. Ba. Bốn. Bát Fuji FX7. Cái này dài 4 mét, thu về là 1m01, đường kính độc đỉnh của nó là 2,9 ly, cân nặng là 340 gram. Cái này số 7 200 cho mọi người. Số 7 số 7 giá 200. Tiếp tục là cây cần số 8. Đây. Số 8 này chắc là đồ China xuất nhập rồi. Đây, mình China xuất nhập. Cái này rất là mới nha mọi người. Đấy. Cái này như đồ showroom chưa dùng luôn, còn bọc nhựa luôn này. Này, chỗ này nó còn cái bọc nhựa chưa tháo luôn nha mọi người. Đấy, mới can xà bàn, lan can luôn. Đấy. Cái này rất tiếc là nó bị gãy một đoạn đọt chỗ này rồi. Đấy, với mắt khoảng cỡ 2-3 cái fan. Đấy. Đồ bu thì mắt đầu với lại 2-3 cái fan gì đó nữa, 2 cái fan. Một đoạn. Hai đoạn. 3. 4. Tất cả 4 đoạn gộp thành cho mọi người, 4 đoạn gộp thành. Mắt gãi xíu đầu bu. Đấy, bát vặn này. Cây này dài 29. Thu vào là 89 cm, đường kính độc đỉnh là 1,5 ly, cân nặng là 220 gram. Đây này cây số số 8, giá 180 nghìn. Số 8 giá 180 nghìn. Tiếp theo đây. Cái cần này cũng là hàng China xuất nhập nha mọi người. Đây này, theo mình nhìn là chắc là hàng China xuất nhập này. Cái này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của cây này 95% trở lên. Đấy, dàn phan này. Đó, hơi rỉ thì thôi, còn đá xài ok nhé. Hai, ba, bốn đoạn tất cả. Đấy, có bốn đoạn tất cả nha mọi người. Bát thường này, cái này dài 3,6 m, thu vào là 1,06 m, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 210 gram. Cái này xếp cây số 9, giá 250 nghìn. Số 9 giá 250 nghìn. Tiếp theo cây cần số 10. Số 10 là cây cần hiệu Kinh Thân này. Cây cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Cần rút đây. Rút chất liệu phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 70%. Đấy, mấy cái fan bằng kim loại hết. Chắc cú. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn nha mọi người, năm đoạn. À, nhìn kỹ luôn. Chỗ này nó hơi mẻ mẻ, không sao nha mọi người. Cái này nó mẻ cái đào chứ thôi. Đấy. Không sao nhé, mẻ mẻ chứ thôi, nó không có nứt, nó chỉ bị mẻ mẻ thôi nhé. Cái cần là dài 4,3 m, thu vào là 1,3 m, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 310 gram. Số 10 180 nghìn.
110, 180. Số 11 là một cây cần của hiệu gì đây mà giờ chỉ nó mất tên rồi mình không biết. Coi tìm được cái tên nào nữa không. Nó chỉ có như thế này thôi. Bát FX5 này. Cái này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng 80-85% rồi đây nha mọi người. Đấy. Khoan còn ok đẹp luôn này. Mà cái này chắc 90, mới 90%. Do cái màu sơn nhìn, chọn cái màu nhìn nó hơi tối, cũ. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm đoạn tất cả mọi người. Năm đoạn. Dài 3m8, thu vào là 92cm, đường kính độc đỉnh của nó 0,7 ly, cân nặng là 210g. Đấy, cái này cây số 11, 180, 11, 180 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần số 12. Đấy. Cái cần là hiệu gì thì Hiwako chứ đây. Cái này nội địa Nhật nha mọi người. Hư. Đang phan hư hết rồi. Đọt thì gãy một đoạn nhé. Một cái này thì đọt to. Hai, 3, 4, 4 đoạn nha mọi người. Cần này 4 đoạn. Đấy, cần này mua về thì thay cái dòng phan đi. Này, bát này. Đấy. Cần này dài 2m4, thu vào là 74cm, đường kính độc đỉnh là 2,9 ly, cân nặng là 280g. Cái này là 80, số 12. Nha. 80. Tiếp theo số 13, tiếp tục là cây cần này. Cần tương tự với cái cây số 11 lúc nãy á, nhưng mà cây này size lớn hơn, size lớn hơn nha mọi người, size lớn hơn và chắc là dài hơn. Đấy, đọt này. Còn phan ok mọi người, chất liệu là phíp, mà hình cây này khoảng cỡ 75%. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy nha mọi người, bảy đoạn. Bát này, FX5. Cái cần này dài 5m2, thu vào là 90cm, đường kính độc đỉnh là 1 ly, cân nặng là 415. Cái này cái số 13 giá 200. Mọi người. Cần số 14 là một cây cần kim cương.
Đây, hiệu trên cây. Này, thằng này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình cây này khoảng 90-95%. Rất là đẹp này, nhìn như mới luôn. Chưa dùng luôn mọi người. 1 2 3 đoạn thôi. Đấy, thằng 3 đoạn. Bát thường này. Dài 2m4, thu vào 87cm, đường kính đột đỉnh là 2,7 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 14. 14, giá 180.000. 14, 180.000 nha mọi người. Tiếp theo, cây cần số 15 là một cây cần siêu to khổng lồ. Đấy. Còn bây giờ nó chỉ còn một cái tem này thôi. Thằng này chất liệu là phíp nha mọi người. Màu hình của nó khoảng 70%. Đấy, dàn phan này. Chỗ này phan chỗ này bị người ta thay rồi này. Đấy. Chắc nó bị hỏng, người ta thay cái phan khác rồi. Đấy, bị bể rồi. Rồi mọi người ưng thì thay lại khác. Đấy. Một đoạn. 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn mọi người. Có tất cả là 6 lóng ghép lại. Bát này. Direct FS8. Cần này dài 5m4, thu vào là 1m13. Đường kính đột đỉnh là 2,8 ly, cân nặng là 820g. Cây này cây số 14. Gần này giá 300. Số 14 kệ đi. Đây. Số 15 là cái cần này. Đây, 15. Cái cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của nó thì 95% trở lên nhiều người. Đấy. Thì nó đang dàn phan thì hơi bị rỉ thế này thôi. Mà đá vẫn còn nguyên nha mọi người. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm. Đấy. Năm đoạn tạo thành một cây cần rút. Cần là dài 4m4, thu là 1m, đường kính đột đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 260g. Đây là cây số 15. Hai trăm cái túi đẹp nữa. À, cũng không đẹp lắm. Túi này cũng bị rách. Rồi ai tận dụng thì tận dụng nhé. Và được cái những cái cần mà về có trong cái túi là được, nó mới, nó ít sức khác mà.
Tiếp theo càng gì đây? Mắc tem luôn, không biết là cái hãng gì nữa. Cái càng này càng phíp nè, dàn càng rút càng phíp. À, ngoại hình của nó khoảng 90% mọi người. Bát này, Fuji này. Đấy. Fan này. Dàn fan nhựa. Đây, nứt. À, ok. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Ba đoạn nha mọi người. Căn này dài 2m4, thu vào 92cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly. Căn nặng 180g. Cây này cây số 16. 16 nha mọi người. 16. Cây này 190. 16, 190. Tiếp theo, cái cần số 17. 17 nè. Uban nè mọi người. Uban Made in Korea nè. Cái cần này thì chắc lượng là tiếp thôi. Ngoại hình của cây này thì khoảng 85-90% trở lên. Đây, fan của nó. Đây, như mọi người đã thấy, đế nhựa vằn kim loại. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn nha mọi người. Ba đoạn. Căn này dài 2m4, thu vào 88cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly. Căn nặng 180g. Cây này cây số 17. 180.000. 17, 180.000 nha mọi người. Tám là một cây cần tay. Cần này là cần cần tay, người ta chế gắn máy phụ nữa chỉ luôn nha mọi người. Cần này cần tay, cần tay người ta chế thành cần tay, cần máy cước trong nha mọi người, chế thành cần máy cước trong này. Nhưng mà nó có hai cái đọt, trong này là đọt cần tay đi nè, và ưng á thì ai ưng á thì đổi đọt nó, ai ưng thì đổi cái đọt này vào, đổi cái đọt này vào để chế thành cước trong nha mọi người. Đấy. Cần này cần nguyên bản của nó là cần tay chế lại. Ok. Nên mình phải bỏ cái này ở bên ngoài. Rồi, cái cần này á thì nó mắc mất cái đế xu, nó hư mất cái đế xu ở dưới này rồi. Ai mua thì về chế cái nắp xu rồi đây nhá. Cái này dài 44 này. 46 chứ, thu vào 88cm. Đường kính độc đỉnh của nó thì một cái đọc nhỏ bên trong là 1 ly, một cái đọc mà cước trong á thì 2,2 ly nhé. Căn nặng là 300g.
Đây là cây số 18 200 18 200 rồi. Lát cái gì xù cọt cái đồng này ra chứ, để như thế này trời nó diễn được. Túi thì nãy mọi người thấy rồi, đã bị rách. Tạ tơi, mà mình cứ nhắc vào đây. Đào như thế nào thì mình cố gắng mình bỏ vào như thế đó. Tám hai trăm số 20 là một cái cây đỡ nha mọi người. Cây đỡ cây này thì nó có hai đoạn, hai đoạn như thế này, mình rút coi vừa phải mình xiết lại. Ok, cây này thì dài 74 cm, thu vào 46 cm nha mọi người. Đấy. Nó nặng 180 g. Đây là cái số 19 130.000 nha mọi người. Đây. Rồi, hôm nay mình có 20 mẫu mà cái số 14 là mình đánh dấu thành hai số nên thành ra có tới số 19 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng. Mình sẽ ship code cần câu nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới bắt đầu ship. Và mọi người nhận hàng á là phải mở ra kiểm tra hàng ngay tại lúc đó, có nhân viên ở đó luôn nha mọi người, nhân viên giao hàng ở đó luôn. Kiểm tra có gì trục trặc thì báo cho mình. Đấy. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận xong rồi. Nhận xong ok rồi cái báo mình là bị trục trặc này kia nhé, mình không giải quyết được. Ok, cảm ơn mọi người.